Diễn viên Quỳnh Nga, đối với một người rắc rối như Việt Anh tôi hơi sợ. Quỳnh Nga không hề nghĩ đến việc Việt Anh sẽ trở thành người bạn đời của cô ở trong tương lai. Quỳnh Nga và Việt Anh hiện tại là cặp diễn viên nhận được sự đầy thuyền nồng nhiệt từ đông đảo khán giả bởi quá đẹp đôi. Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc sống cả hai còn là những người bạn thân thiết. Còn trong công việc nhiều lần hai diễn viên đã có cơ hội hợp tác cùng nhau. Những điều trên đã làm cho nhiều người mong muốn cả hai sẽ chính thức hẹn hò vào một ngày không xa. Cách đây không lâu, Southstar đã có dịp cùng Quỳnh Nga trò chuyện về cuộc sống hiện tại của cô cùng những dự định sắp tới. Ngoài ra nữ diễn viên không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện xoay quanh Việt Anh. Khi Quỳnh Nga nhận được câu hỏi đàn anh có giống hình mẫu người yêu lý tưởng cô hướng đến, người đẹp khéo léo cho rằng Việt Anh là một người rắc rối. Có vẻ anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm mà một người như vậy không được gọi là lý tưởng cho lắm, nó sẽ bị rắc rối. Mà tôi thì không thích rắc rối. Cá sấu chú khẳng định nếu trong tương lai tìm được đối tượng phù hợp chắc chắn cô sẽ yêu hết mình. Còn đối với một người nhiều rắc rối như Việt Anh tôi hơi sợ, người đẹp nói thêm. Về việc thường xuyên dễ dàng xuất hiện cùng nhau khi đi dự sự kiện hoặc trong công việc, Quỳnh Nga phân trần là do được mời chung chứ cả hai không hề có ý định từ trước. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với khán giả. Ví dụ như hôm tham dự lễ trao giải cánh diều vàng 2022, ban tổ chức mời tôi và Việt Anh cùng trao một giải thưởng. Vì vậy ban tổ chức đã sắp xếp để hai người cùng đi thăm đỏ hoặc trao giải. Thế là mọi người lại thắc mắc, ủa tại sao hai người này cứ đi với nhau vậy? Hai anh em làm việc khá hợp, so với từ trước đến giờ anh Việt Anh là một bạn diễn ăn ý. Vì anh ấy có cái khả năng diễn xuất giúp bạn diễn rất nhiều. Khi đồng chung với anh ấy tôi cảm thấy học hỏi được nhiều. Còn chuyện tình cảm tôi xin phép không đề cập đến vì khi mọi người đẩy thuyền khiến tôi bị suy nghĩ chứ thật ra không có gì đâu. Nữ diễn viên khéo léo phủ nhận tin đồn hẹn hò với Việt Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp tâm sự cô và đàn anh đều có công việc và lịch trình riêng.